Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Đồ Thời Hiền Lành làm video clip chia sẻ tới quý vị và các bạn bức hoành phi sơn son thép vàng. Bức hoành phi này chúng tôi làm từ chất liệu gỗ rồi. Trong video clip trước thì chúng tôi đã giới thiệu đó là bức hoành phi dài 2m37, chiều rộng 81. Và hôm nay chúng tôi giới thiệu đó là kích thước của bức hoành phi này dài 2m81, rộng 1m27. Chúng tôi tính cả tai bên ngoài, phổ bì đó là 2m81. Nó thuộc cung Thiên Đức và 1m27 nó thuộc cung Tiến Bảo. Đều là cung số đỏ, số đẹp theo thước phong thủy. Và các cái bộ chữ nho bên trong đây là chúng tôi cũng nghe qua các bố lão truyền lại, đó là Đức Trần Triều Hiền Linh, năm chữ Hán Nôm, sơn then không phụ đề. Sơn then tức là sơn màu đen, đi kèm với các cái gam màu đó là sơn son thép vàng. Và sau khi quý khách về lấy thì chúng tôi sẽ hoàn thiện các cái đầu rồng sau, để khi treo lắp tránh bị xước xát nhiều. Trên mình các bạn đang xem, và trong video trước tôi đã giới thiệu đó là phần trương bên trên chúng tôi chạm đó là rồng thật, rồng trầu mặt nguyệt, tức là hai con rồng bay hai bên và mặt nguyệt ở phía giữa. Phía dưới là chúng tôi làm năm chữ Hán Nôm, đó là Đức Trần Triều Hiền Linh. Và toàn bộ cái nền là chúng tôi chặt gấm, đã được sơn son thép vàng phủ hoàn kim. Hiện nay cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đang hoàn thiện rất nhiều đồ thờ cúng đẹp, đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ như bát biểu chấp kích hay là ngựa thờ. Thì quý khách có nhu cầu làm về hoành phi câu đối, quý khách hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số hotline, đó là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp và báo giá cụ thể các sản phẩm mà quý khách đang xem. Đồ Gỗ Hiền Lành cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng trong suốt thời gian vừa qua đã tin tưởng đặt hàng. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn tất cả các cái công đoạn, quy trình làm về đồ thờ cúng tâm linh, và đặc biệt đó là về hoành phi câu đối. Hiện nay chúng tôi đang nhận được rất nhiều đơn hàng tới từ các khách hàng trên toàn quốc đặt về hoành phi câu đối, để chúng tôi sẽ giới thiệu các cái video clip liên tục. Thì quý khách nhớ đăng ký kênh để theo dõi cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành được các cái thông tin mới nhất. Tôi xin nhắc lại về bức hoành phi, đây là dài 2m81, rộng 1m27. Kích thước bình thường phổ thông nó chỉ dài 1m97 hoặc 2m17. Bức hoành phi này rất là to và dài, được làm bằng 100% từ chất liệu gỗ rổi ta, sơn son thép vàng, chữ sơn then. Quý khách có nhu cầu, quý khách hãy cứ liên hệ trực tiếp, hoặc quý khách có thắc mắc, quý khách hãy bình luận ở phía dưới video, chúng tôi sẽ giải đáp. Đồ Gỗ Hiền Lành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi các video clip của chúng tôi, và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.